Ủa hai cái bọn này, làm sao cả ngày hôm nay đấy? Tên ghê cái gì đấy? Chúng mày xem gì đấy? Tao đang xem cái thằng bé tên ghê. Nhìn tên ghê, nhìn ai vết. Tên ghê á? Tên ghê thằng nào? Nhức hết cả đầu này. Tao chỉ biết tên ghê thôi, không gì biết tên ghê là cái gì. Tên ghê hot như thế mà mày không biết à? Đâu? Đây là ai? Trông sợ thế. Sợ cái gì? Tèn ghê bây giờ là điệu nhảy hot trend của toàn cầu đấy. Ai cũng nhảy điệu nhảy rồi. Mày cũng chuẩn bị hội nhập đấy. Thật á? Phái trưởng à? Xã hội này loạn hết rồi. Mày không xem thì để nguyên cho bọn tao xem. Đang xem tèn ghê vui mày cứ... Ui, đúng là cái thằng nhỏ không học, lớn không biết tèn ghê là cái gì. Ui, tao đến chiều bọn mày đấy. Chúng mày cứ cẩn thận nhá. Xem tên ghê ở điện thoại vui như này thôi nhá. Nhưng mà gặp ngoài đời ý thì chưa chắc đâu. Mày điên à? Tên ghê nó ở trong điện thoại, làm sao mà ra ngoài đời được? Mà người ta bảo nhá, xem cái gì nhiều ấy nó vận ra ngoài đời đấy. Chúng mày cứ cẩn thận. Tên ghê. Tên ghen này vui thế nhở. Thôi đi ngủ đã. Đêm rồi mà thằng nào xem tên ghê ấy nhở. Ai đây? Đây chẳng phải là tên ghê à? Không, tên ghê, không. Tiếng gì nhỉ? Ai la hét đây? Sao nghe giống tiếng Việt thế nhỉ? Bé, mày làm cái gì mà la hét to thế? Đang đêm hôm rồi, không để ai ngủ à? Hả? À? Tên hát 10 khó của MU á? Không. Tên á? Không. Tên cái gì? Trời ơi. Tên. Này. Trời ơi. Vừa thấy một cái bóng chạy vào đây, chắc chắn đây chính là kẻ hại ông Việt. Lộ mặt đi thằng khốn. Mày vào nhầm nhà đấy con ạ. Thằng nào kêu mà điếc tai thế nhỉ? Thôi rồi, đi tè cái cho nó nhẹ người. Hôi!
Như này là như nào? Sao nhạc ở đâu đây? Tiếng gì đấy? Ui, gì đấy? Mày nghe tiếng gì không? Có, nghe tiếng hét. Hình như là tiếng thông quan. Kiểm tra phòng vệ sinh ạ. Quang ơi, đang nghỉ hả? Quang ơi, mày làm sao này em ơi? Mày hiểu sao này hả Quang? Làm sao đây? Tên ghê. À? Tên ghê cái gì? Thằng này xem nhiều quá bị lú à? Tên ghê đến rồi. Không lẽ đúng như ta nói, tên ghê đã đến và ám cả cái nhà này rồi sao? Không thể nào thế được. Tao cũng xem tên ghê, chẳng nhẽ nó cũng đến tìm tao sao? Thằng nào mới đi rồi? Ôi thằng Hà, mở cửa đi! Hà! Mở cửa ra! Mày cứ làm thế nào bây giờ? Anh em mình phải nói chứ! Đúng rồi, hãy trốn ở đây! Có cái gì đấy nhở? Ai? Có quả trong tủ nữa! Tên ghê, mau chạy đi. Tên ghê. Chỉ có một cách thôi. Chạy. Khoan đã Huynh, hãy tìm ý nghĩa thực sự của tên ghê. Ý nghĩa thật sự của tên ghê là cái gì? Phải thoát khỏi cái nhà bị tên ghê mới được. Hãy tìm ý nghĩa thực sự của tên ghê. Thật sự của tên ghê. Đứng dậy. Vậy nghĩa là tên ghê chơi à? Kết thúc rồi. Ủa đau thế? Đau đầu quá. Chúng mày tỉnh rồi à? Đã tỉnh sao chúng mày? Như nào, thằng đấy nó còn không? Đâu rồi? Then đâu rồi? Tên ghê. Tên ghê. Tao hiểu mọi chuyện rồi.
Thực ra ý nghĩa của Tenge là nó muốn chúng ta đứng lên chơi đùa nhảy múa cùng với nó. Thế mà chúng mày lại tỏ ra sợ hãi và làm cho nó tức giận. Chính vì thế Tenge mới tấn công chúng mày. Thì ra là thế. Bọn tao hiểu rồi. Bọn tao vô tâm quá, cứ tưởng là Tenge đi ám bọn tao, nhưng bọn tao mới sợ đến thế. Từ giờ chúng ta phải đối xử thật tốt với Tenge, chúng mày hiểu không? Ok, bọn tao sẽ cày view cho Tenge, và video nào bọn tao cũng sẽ like, share và comment. Được chưa? Hả? Cái gì? Chúng mày nói gì đây? Tenge ở đây cơ mà. Hả? Cái gì? Tenge nào? Kia kìa. Tenge giờ sẽ sống chung với chúng ta ở đây. Anh em cố gắng hòa nhập nhá. Năm mới, Pink Lê xin được chúc tất cả các bạn luôn luôn an khang, thịnh vượng, vui vẻ và cùng cười lật kèo với bọn mình nhá. Đừng quên like, share và subscribe. Let's go.